đây con là mẹ CVU sinh 3125, con này có 126 mã lực. À, chúng tôi đang chạy mà con xem. Bây giờ là chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con cái nội dung nhé. Bây giờ là cái bánh trước đây 14.928, chúng ta thấy nó đẹp xuất sắc như thế này luôn. À, gai ốc vít ở lúc nào chúng tôi cũng để cho nó có một cái hệ số an toàn rất là cao. Chúng ta cái bánh đẹp xuất sắc mới luôn. Rồi đây máy của nó đây, thì chúng tôi vừa mới chạy cho bà con xem, bây giờ chúng tôi đã tắt máy rồi. Rồi chúng tôi quay cho bà con xem cái hệ thống cũng như là cái động cơ và cái cabin của nó. Con này có 126 mã lực loại 2 cầu, con là số cơ luôn. Con này là nó động cơ 6 máy, xíu chúng tôi sẽ qua bên 6 máy cho bà con xem. Rất đẹp luôn. Động cơ Birkin i6. Và kênh YouTube Thiếu Đoàn Thanh rất vui được gặp lại với anh chị em bà con nhé. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bà con một cái con máy rất là nổi tiếng của anh, Messi Fusion 3125. Con này có 126 mã lực loại 2 cầu. Con là số cơ, động cơ Birkin i6 6 máy. Ở đây là bánh sau, quá xuất sắc luôn. Cái vỏ nó cao hơn mọi người trưởng thành luôn nha bà con. Cái này là chiều cao của nó tầm khoảng 1m7. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi ra phía sau, chúng tôi quay cho bà con xem cái phía sau đó, để bà con chúng ta cùng nhau xem. Vâng, chúng ta thấy cái mâm rất đẹp luôn, sáng rực luôn. Đây là phía sau. Chúng ta thấy là hai cái thanh kiếm của đó là rất là hoành tráng như thế này luôn. Ở đây là một cái con siêu khủng luôn, biển số xe luôn, 6052, ở trên là 99. Đây, hệ thống của nó đây. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi lên phía trước các bà con. Đây là phía sau của con mẹ CV Wilson 3125 đây. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi lên phía trước. Cái bánh nó là xuất sắc như thế này luôn, đẹp như thế này luôn. Quá to, quá khỏe. Con này là quá bự rồi. Rất là khủng khiếp luôn, khủng long thời tiền sử luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi lên phía trên cho bà con chúng ta cùng nhau xem. Đây là nó có cái cầu, hai cái nấc thang để chúng ta bước lên. Vâng, và đây chúng ta thấy rất là ok, rất đẹp luôn. Sàn đi chân cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát. Và đây là cái máy che cabin của nó đây, hệ thống máy lạnh đầy đủ luôn, cần gạt nước phía trên đầy đủ luôn, quá đẹp.
Đây, bây giờ chúng tôi sẽ đi lên trên cho bà con chúng ta cùng nhau xem luôn nhé. Ghế ngồi rất là đẹp luôn. Những cái bộ điều khiển đây, bộ điều khiển sới, ben đều nằm ở đây. Bên hông chúng ta thấy là nó có một cái chỗ nữa. Chỗ này thì chúng ta có thể là ngồi cũng được, có thể là dùng cơm hay cái gì cũng được, giải trí. Quá đẹp. Đây là đồng hồ của nó đây, quý bà con chúng ta thấy. Rất là đẹp luôn. Số 1, 2, 3, 4 tiếng lùi đó, rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng tôi xuống nha bà con. Chúng tôi quay cabin đây, ở đây là phía trên chúng ta có thể nhìn xuống. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi chúng tôi đẩy đây nha bà con. Rồi đây đây, quá đẹp, quá xuất sắc. Merci Ferguson 3125. Bây giờ chúng tôi đi qua phía bên máy. Đây là phía trên chúng ta có thể nhìn xuống đây, đẹp cái này luôn. Đấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ quay cho bà con xem cái động cơ đó. Hồi nãy chúng tôi lúc trước chúng tôi cũng đã có quay cho bà con rồi. Bây giờ chúng tôi quay cho xem cái động cơ 6 máy. Đây còn đây. Đây động cơ 6 máy Birkin. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đây mình thấy là cái bánh của nó, chúng tôi lúc nào cũng đặt một mục tiêu là an toàn là trên hết. Cái bánh lúc nào chúng tôi cũng đã bà con một cái hệ số an toàn cực kỳ cao. Cái bánh của nó rất là to như thế này luôn. Rồi, kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất là vui và chào tạm biệt bà con nhé, quá xuất sắc luôn. Rồi, rất vui gặp lại bà con và kính chào tạm biệt nhé. Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui và xin kính chào tạm biệt. Messi vô sân 3125, con này có 126 mã lực loại 2 cầu. Con là số cơ luôn, động cơ Birkin i6, 6 máy. Anh thấy là những cái vlog của nó rất là đẹp gai, góc còn nguyên luôn. Mục đích an toàn là trên hết. Chúng tôi đi đấy. Rồi ok. Cảm ơn bà con rất là nhiều.